Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay em có dịp đi đến cái khu Tân Định này, sực nhớ đến những comment của cô chú anh chị. Thì hôm nay chúng ta cùng đi về một cái địa điểm ở khu quận 3 này, đó là 51 Trần Quốc Toản. Và video clip thực hiện bởi sự yêu cầu của cô chú anh chị Lê Ông Nguyễn. Và chúng ta đang có mặt đây là đường Hai Bà Trưng, và bên cánh phải của chúng ta đó là công viên Lê Văn Tám ngày nay, và cũng là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa đó. Thì cũng gần đến giao thừa rồi, nên ở đây có những cái sự kiện như là làm hội chợ nè. Ở đây đang trang trí, đang làm những cái sạp để trưng bày, có thể bên trong rất là đông các công nhân, các kỹ sư đang làm việc. Nhưng mà hôm nay thì thể theo cầu của chú anh chị thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng khu chợ Tân Định này, rồi mình sẽ vòng qua con đường Trần Quốc Toản ha, để nhìn lại căn nhà số 51. Và con đường Trần Quốc Toản nằm ở ngay giao lộ Nguyễn Hai Bà Trưng và Trần Quốc Toản, cũng gần với chợ Tân Định. Rồi phía trước mặt chúng ta đó là khu chợ Tân Định, nhà thờ Tân Định, và sau lưng chúng ta thì sẽ đi về Lê Duẩn, trung tâm Sài Gòn, thẳng đường thẳng theo hướng Hai Bà Trưng này. Hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về bến Bạch Đằng đó. Nếu mà mình đi thẳng theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về quận Phú Nhuận. Công viên ngày nay rất là rộng, rất là đẹp, rất là mát. Và phía trước chúng ta đó là con đường Võ Thị Sáu ngày nay, cũng như đường Hiền Vương ngày xưa đó. Rất là đông xe cộ từ hướng miền Đông Sài Gòn đi vào nè, thẳng đến ngã sáu Dân Chủ luôn đó. Đường một chiều ha, và chúng ta dừng đèn đỏ tí xíu nha. Và Sài Gòn mấy ngày cuối năm thì có rất là nhiều sự kiện, rồi rất là đông các du khách cũng như các kiều bào từ thập phương đổ về, cũng như các anh chị ở tỉnh lên Sài Gòn mua sắm, thăm gia đình, thăm người thân. Nếu mà vì một lý do nào đó thì chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn hoặc chưa đến Sài Gòn, thì hôm nay mình sẽ dạo quanh cái khu Tân Định để các anh chị bạn hình dung ha. Đó, phía trước chúng ta đó là nhà thờ Tân Định nè. Trang trí rất là hoành tráng luôn. Sài Gòn bây giờ là hơn 4 giờ rưỡi rồi. Và cái đường Trần Quốc Toản nằm bên cánh trái. Trước khi đến đường Trần Quốc Toản thì mình sẽ đi một vòng chợ rồi mình hoành ra cho nó dễ ha. Thì giờ này là giờ cao điểm ở Sài Gòn, nên thành ra xe cộ lưu thông rất là đông, qua đường cũng hơi khó. Để em kiếm cái đường em quẹo phải rồi em đi ra cho nó dễ. Chúng ta quẹo phải đường Nguyễn Hữu Cầu, rồi chúng ta sẽ quẹo trái ra ha, chạy một vòng chợ Tân Định để các anh chị bạn sẵn đây mình ngắm phố phường trong những ngày cuối năm này coi như thế nào ha. Mình chạy vòng qua đường Mã Lộ nha. Chợ chiều nè, rất là nhiều rau cải. Hãy subscribe.
bán củ kiệu đây nè, rất là nhiều củ kiệu, chừng vài tuần nữa thôi là cái Tết Nguyên Đán nữa. Chúng ta rẽ trái ra đường Hai Bà Trưng nha, rồi mình sẽ xem cái đường Trần Quốc Thảo ở Trần Quốc Toản ở bên hướng nào đây. Mình quẹo ở đây là đường Hai Bà Trưng nè, Trần Quốc Toản hướng bên cánh trái. Chúng ta sẽ qua đường, không biết số nhà 51 ngày nay nó như thế nào đây. Đã bao lâu rồi cô chú anh chị không có về Sài Gòn, thì hôm nay cái video clip này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú anh chị và các bạn. Không biết anh chị và các bạn chuẩn bị Tết tới đâu rồi. Sài Gòn thì đang náo nhiệt. Chúng ta sẽ quẹo phải nha, phải đầu đường Trần Quốc Toản nè, bên cánh trái là số 345 và bên cánh phải là số 6, bên phải là số Tăng, còn bên trái là bên trái là số 15. Bên phải là số 6, là nghĩa là bên cạnh bên lẻ đều là số Tăng đó ha. Vậy là nhà 51 của chúng ta nằm ở bên cánh trái. Ở đây xe cộ rất là đông. Mình đến nhà số 31 rồi. Ở đây là trung tâm văn hóa thể thao nè, và du lịch. Có những cái nhà xưa xưa nè. Đây là số 39. Rồi xíu tới anh tí là số 43. Xe cộ đông ghê chưa. Do là buổi chiều nên Sài Gòn rất là đông. Chính vì vậy những cái video em thích đi bộ hơn. Tại vì đi xe thì mình nhìn nó không có rõ cho lắm, và hay bị người ta nhắc nhở do chạy chậm quá. Mà chạy nhanh thì cô chú anh chị nhắc nhở. Và nhà số 51 là nhà Vàng Vàng nè. Ngày nay bán bò bít tết, chim chạy nè. Nhà này thì cũng rất là lớn. Kế bên thì có cái hẻm. Kế bên là số 49. Chạy tới một tí nữa thì có cái building, không, cái nhà chứ không phải building, bán đồ chơi 51A. Đối diện là số 70 nè, là quán nhậu nè. Quán nhậu gì đây, Bạn Tôi. Quán nó bán dê cũng nổi tiếng. Quán có rất là nhiều chi nhánh. Mình đi tới một tí đó là đường Baxter nè. Bữa chúng ta có đi đường Baxter đó. Đến nhà hàng Brazil. Do đường này là đường một chiều nên thành ra xe cộ lưu thông rất là đông. Hy vọng qua video thì cũng gửi đến cô chú anh chị và các bạn, và các bạn phần nào những hình ảnh của ngày xưa, gợi nhớ một tí xíu gì của hương xưa. Rồi sẵn đây mình cập nhật một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay trong những ngày cuối năm này. Rồi bọn ta tiếp tục đi thẳng con đường Trần Quốc Thảo luôn ha, Trần Quốc Toản luôn ha. Đường Trần Quốc Toản này đi thẳng, mình sẽ quẹo ra, nếu quẹo phải là ra đường rầy xe lửa đó, còn quẹo trái là đi về quận 1. Cái nhà số 51 thì cũng dễ tìm,
Nhưng mà không biết là cái địa chỉ đó là mới hay là vẫn như cũ, nên thành ra nếu mà video có gì đó sai sót thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha, và cho em xin cái comment để em có thể thực hiện lại như ý hơn, và mình đi tiếp con đường Trần Quốc Toản. Ở đây thì Trần Quốc Toản và Trần Quốc Thảo giao với nhau, và phía trước đó chúng ta đó là Trần Quốc Thảo. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị ở nhà đó thì có lẽ ít nhất đôi ba lần chúng ta cũng đi con đường này để đi vô trung tâm Sài Gòn nè. Mà không biết ngày xưa thì đường một chiều hay là hai chiều ha, nhưng mà ngày nay là đường một chiều ha, hướng từ Tân Định đi đến Trần Quốc Thảo. Đó, phía trước chúng ta đó là Quỹ ban quận 3. Rồi, chúng ta sẽ quẹo trái, đi ra Trần Quý Cáp, Võ Văn Tần. Và phía trước mặt chúng ta đó là đường Hiền Vương, Võ Thị Sáu, đi thẳng đến ngã sáu Phù Rổng. Ủa, ngã sáu Dân Chủ chứ. Mỗi ngày thì em cũng hay đi vòng vòng rồi dính ra vài phút chia sẻ của chú anh chị những hình ảnh về những con đường xưa, về những căn nhà xưa. Ở đây đập rồi nè, nhưng mà không biết ngày xưa là công trình gì nữa. Chỉ vài vài tháng ta không đi ngang cái đường Trần Quốc Thảo này mà bây giờ thay đổi quá. Một số hình ảnh ở một vòng chợ Tân Định và số nhà 51 Trần Quốc Toản gửi cô chú anh chị. Nhân đây thì em cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một cái ngày ngày nghỉ thật là vui vẻ và an lành, và chúng ta chuẩn bị cho một cái năm mới với đầy đầy thắng lợi mới. Và bây giờ mình tiếp tục đi ở con đường Trần Quốc Thảo ha, đi quẹo qua Trần Quý Cáp để mình xem cái hình ảnh ngày hôm nay nó như thế nào. Bây giờ Sài Gòn rất là khói bụi, đi khi đi ra đường chạy xe quải luôn á. Như hôm qua em đi Nhà Bè, do ở khu đó đang đang sửa chữa rồi xây nhà rồi đó, bụi rất là nhiều, về khó chịu luôn á, nồng ra mũi. Rồi mà Sài Gòn ở Việt Nam nói chung luôn, không phải riêng gì Sài Gòn, thường người ta cứ mỗi năm vào nhân dịp vào dịp cuối năm là đa phần người ta sửa nhà, xây công trình này công trình nọ, tu bổ này kia cái nọ, nên thành ra đường xá rồi bụi rất là nhiều. Nên thành ra nếu mà cô chú anh chị mà đi về Sài Gòn á, trong những cái lúc cuối năm thì đi ra đường mình đeo khẩu trang rồi vô cho nó an toàn. Bởi vì ở đây thì em quen rồi không sao, nhưng mà nếu mà các anh chị ở các tỉnh khác á, mát mẻ sạch sẽ rồi ở các nước khác không khí dịu dịu mát mát, lên Sài Gòn ngột ngạt cái là bị sốc nhiệt liền, khó chịu liền. Ngay cả ở Sài Gòn chúng ta cũng vậy, nếu mà từ ở quận nhất khác nha, đi qua quận 7 Nhà Bè cái là nó thoáng hơn tí, không khí nó khác liền. Nói chung là cũng tùy đường tùy khu chứ không phải khu nào cũng nóng, tùy theo khu nào xây dựng nhiều là khu đó bụi bặm nhiều.
chúng ta sẽ quẹo phải đường Võ Văn Tần nè. Dạo này thì nhờ sự nhiệt tình của cô chú anh chị, sự chia sẻ rồi giới thiệu kênh, nên ra có rất nhiều cô chú anh chị cũng follow rồi comment về những cái địa điểm, chia sẻ về những căn nhà, những cái nơi xưa mà một thời gắn bó, nhưng mà vì lý do gì đó chúng ta đã xa nó. Nhưng mà ngày hôm nay rảnh rỗi thông thả trong những ngày cuối năm này, mình muốn nhìn lại và gửi em rất nhiều cái comment. Nên nhưng mà em thì cũng có một mình thôi à. Mỗi ngày chỉ dành ra ít phút tiện đường, rồi đi đâu thì gặp nhà của cô chú anh chị thì sẵn cầm máy quay lên chia sẻ. Chỉ có thường thì em có ngày ngày chủ nhật thôi à. Ngày chủ nhật là thông thả nhất, rảnh nhất, nhưng mà tiếc là hôm qua thì em có việc nên thành ra không có đi nhiều được, nên thành ra những cái comment của chú anh chị hơi chậm trễ, bà con mình thông cảm nha. Chúng ta dừng đèn đỏ ở ngay góc bầu huyện Thanh Quan nè. Nếu quẹo phải thì mình sẽ đi về Hồng Thập Tử. Chờ đẹp xíu nha. Làm những cái nội dung này thì thật ra cũng ít người xem, chỉ đa phần là những người xem là cô chú anh chị muốn nhìn lại Sài Gòn ngày xưa và cập nhật Sài Gòn ngày nay, hoặc là những anh chị quan tâm đến Sài Gòn, quan tâm đến những quán ăn, khách sạn. Nhưng mà những cái điều đó thì em cũng rất là quý trọng. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn những tình cảm của cô chú anh chị đã dành cho Vinh Lâm TV. Em cũng sẽ cố gắng thực hiện nhiều video clip hơn nữa để phục vụ bà con nhiều hơn. Mỗi ngày anh chị đi làm về và ngồi lên ghế massage, ta mở TV lên và mở Vinh Lâm TV xem hôm nay nó đi đâu, nó quay cái gì, Sài Gòn hôm nay ra sao. Và hôm nay Sài Gòn không có nắng, Sài Gòn hôm nay không có nắng, cũng không có mưa, không khí ui ui những ngày cuối năm này. Hôm qua mình đi phố đi bộ Nguyễn Huệ đó, chắc tối nay là sẽ rất là đông đó. Để nếu có dịp tối nay em sẽ dẫn bà con đi bộ ra Nguyễn Huệ, mình xem những hoạt động chi tiết hơn ha. Đó, bụi nè, trời ơi, nhà này mới sơn. Sợ nhất là mấy nhà mới sơn đó. Người ta chét bê xong cái người ta đánh giấy nhám đó, cho nó láng. Trời ơi, bụi xả mặt trời luôn. Rồi, một số hình ảnh ở Sài Gòn buổi chiều, đi ngang qua những cái đôi con đường xưa và những căn nhà xưa, gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng qua video clip cũng có một chút gì đó về những cái hình ảnh của hôm xưa, gửi bà con xem chơi cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye của chú anh chị và các bạn.